Cách đây 30 năm, tại công trường Thánh Phêrô ở Roma, trong lễ phong 117 vị chân phước Việt Nam lên hàng thánh, trong thánh lễ phong thánh thì bài đọc một cũng là bài mà chúng ta vừa nghe, Trích Sách Khôn Ngoan. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành thời giờ để một phần quảng diễn hết cái bài đọc một đó. Ở đây tôi chỉ lấy lại cái câu cuối cùng. Câu đó nói rằng, các dân tộc sẽ trị vì, họ cai trị dân chúng. Nhưng trên tất cả, Thiên Chúa sẽ thống trị loài người. Chúa đây, tức là Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Ngài xuống trần gian không để xét xử nhân loại, nhưng để nhân loại nhờ người mà được cứu rỗi. Chính Chúa Kitô này, anh em đã tham gia vào cuộc thống khổ và tử nạn thập giá. Hôm nay anh em hãy tham gia vào việc cứu độ trần gian mà chính Ngài đã kết thúc. Nguyện chúc cho mùa lúa vàng của anh em muôn năm tồn tại trong hoang lạc. Là một lời nhắc nhở chúng ta hãy tin tưởng, là vì có thể đối với thế gian chúng ta thiệt thòi, chúng ta mất mát, nhưng chúng ta là những vật rất quý, giống như vàng phải thử lửa để lọc cái chất tinh rồng. Chúng ta cũng gặp thử thách cách này hay cách khác, nhưng sự thử thách này là nhằm tinh luyện chúng ta để trở nên một người tín hữu toàn vẹn. Bài phúc âm cũng nhắc nhở cho chúng ta, nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chấp nhận thối đi thì nó cứ trơ trơ, nhưng khi nó chấp nhận thối đi thì nó sẽ đâm rễ, nó sẽ mọc lên, nó sẽ mang lại nhiều hoa trái. Và hoa trái đó chính là anh chị em chúng ta ngày hôm nay, nhờ có cha ông của chúng ta đã chấp nhận trở nên hạt lúa gieo xuống lòng đất và thối đi, chấp nhận bị chà đạp, chấp nhận bị vứt bỏ, nhưng nó lại mang nhiều hoa quả. Đó không phải là một chuyện mà chúng ta tự ý chọn lựa. Khi nói đến hạt lúa mì phải chết đi thì Chúa Giêsu cố ý nói về chính Ngài. Ngài là hạt lúa mì đã chôn vào lòng đất và đã thối đi. Nhưng sự phục sinh của Ngài đã đem lại một mùa màng rất là phong phú. Thánh Phêrô trong bài đọc 2 cũng có nhắc nhở chúng ta, khi anh em vì danh của Đức Kitô mà chịu khổ nhục, anh em hãy vui mừng. Nhưng Ngài cũng có nói, nhưng nếu vì những tội phạm mà anh em phải bị sỉ nhục thì đó là điều không tốt. Chịu khổ trong cuộc sống, thưa anh chị em, không ai tránh khỏi. Người giàu cũng như người nghèo, người có địa vị cũng như người không có địa vị, ai cũng gặp đau khổ. Nhưng nếu đau khổ vì danh của Ngài, vì danh Đức Kitô,
Đức Kitô tử nạn và phục sinh thì đó là diễm phúc cho chúng ta. Và chính vì có cái niềm tin đó mà ngày hôm nay chúng ta mới có dịp để mừng các thánh tử đạo Việt Nam. Người ta ước lượng cái con số đã bị gọi là vì danh Chúa mà chịu cực hình và đi đến cái chết. Suốt rộng rãi mấy thế kỷ, nó phải lên đến con số 130.000. Còn biết bao nhiêu vị không được nhớ đến, không được nhắc đến. Nhưng mà trước mặt Chúa thì họ cũng được vinh quang trọn vẹn và đầy đủ. Năm nay là năm thứ ba Hội Thánh Việt Nam tổ chức mục vụ về vấn đề gia đình. Năm thứ nhất là chuẩn bị cho các đôi gia đình trẻ. Năm thứ hai là đồng hành với các đôi vợ chồng. Và năm nay năm thứ ba là chăm sóc cho những gia đình gặp khó khăn và thử thách. Chúng ta hãy thử nhìn qua các thánh tử đạo Việt Nam đã sống cái đức tin của mình trong đời sống gia đình như thế nào. Nói đến các thánh tử đạo thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái sự can đảm, một sự can đảm lạ thường mà chúng ta chỉ nghĩ đến, chúng ta đã rùng mình và chúng ta không thể nào nghĩ là một lúc nào đó chúng ta có thể chấp nhận được. Điều đó là đúng, nhưng các ngài bác thập giá không phải chỉ vì cái đời sống đức tin đó mà thôi. Mà quá thật, các ngài đã chấp nhận, đã hy sinh cũng vì gia đình của mình, cũng vì muốn bảo vệ gia đình, muốn nuôi dưỡng cái đức tin của gia đình của mình. Và đó là một trong những lý do để cho các ngài sẵn sàng chịu chết, không thà chối đạo. Vì chối đạo là chối đức tin, mà chối đức tin là chối ông bà, cha mẹ của mình. Ở đây nhân dịp này tôi cũng nói một chút để cho chúng ta thấy chính cái đức tin Công giáo, chính cái giáo lý Công giáo và chính những người như là các thánh đã giúp bảo vệ cho gia đình, đã giúp thăng tiến cho gia đình như thế nào. Chúng ta biết là thời kỳ của các ngài, người ta gọi là thời kỳ phong kiến. Thời kỳ phong kiến thì trai năm thê bảy thiếp đều được hết, nhưng đã chịu phép rửa tội, đã vào trong đạo thì dứt khoát. Và đó là một sự hy sinh rất lớn, một vợ một chồng. Và vĩnh viễn không chấp nhận ly dị. Sống được một đời sống như vậy vào cái thời kỳ phong kiến không phải là dễ. Và không phải tất cả các ngài đều có thể giữ được hết. Người ta thấy trong danh sách cũng có những vị như ông Gẫm, ông Huy, ông Cai Thìn, ông Hồ Đình Hy thì cũng đã có thời gian sa ngã. Nhưng tất cả đều ăn năn sám hối, đều quay trở lại với là cái giáo lý đức tin của mình. Còn nói đến vấn đề các ông có cái gương mẫu, có cái sự giáo dục đối với gia đình, chúng ta nghe lời của ông Thọ khi gia đình đến thăm ở trong tù, ông đã nói: các con thân mến, cha không còn làm gì giúp các con ở thế gian này được nữa. Cha chỉ còn lo chuẩn bị tâm hồn đón nhận những thử thách cuối cùng. Ý Chúa đã muốn cha xa lìa các con mãi mãi, nhưng các con còn có mẹ. Hãy cố gắng vâng lời mẹ. Các con lớn hãy nhớ quan tâm săn sóc em mình. Các con nhỏ phải biết kính trọng vâng lời anh chị. Hãy thương yêu nhau, siêng năng làm việc đỡ đần mẹ. Hãy nhớ đọc kinh tối sáng và lần chuỗi mân côi hằng ngày. Một người cha ở trong tù
chỉ còn chờ đợi giây phút ra pháp trường mà để lại cái di chúc đó cho vợ con. Chắc chắn đây là một điều rất là quan trọng. Hay là y sĩ Phan Đắc Hòa thì nói: cha yêu thương các con và hằng chăm sóc các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng vâng ý Chúa, đừng buồn làm chi. Các con hãy ở với mẹ, yêu thương nhau và sống chăm sóc việc nhà. Chúng ta thấy những cái tâm hồn như vậy, làm sao mà vợ con lại không quyết tâm noi theo. Trường hợp của ông Trùm Phụng tại pháp trường gặp lại con gái là cô Anna Nhiên đã đeo cho con ảnh thánh giá của cổ mình và nói: con hãy nhận lấy kỷ vật của ba, đây là ảnh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần, con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé. Và chúng ta cũng nhớ câu chuyện rất cảm động ông Lý Mỹ. Ông Lý Mỹ có người nhạc phụ là cụ Trùm Đích, tuổi đã lớn 80 tuổi. Cả hai người đều bị bỏ tù, đều bị tra tấn. Nhưng cứ mỗi lần là ông nhạc phụ mình bị tra tấn thì ông lại xung phong, ông nhận hết cái phần tra tấn đó cộng thêm cái phần tra tấn riêng của ông. Cứ như thế chúng ta sẽ nhìn thấy thật sự các thánh tự đạo Việt Nam, ngay cả những đứng chưa phải là thánh hay sẽ không bao giờ được phong thánh đi nữa, thì cũng vì cái đức tin đó mà họ sống một cách rất là mẫu mực. Và chính nhờ sống mẫu mực như vậy mà họ đã có thể thẳng thắn bước ra pháp trường. Không có một vị nào bước ra pháp trường mà tỏ vẻ là phiền hà trách móc, tỏ vẻ là oán hận, nhưng mà sẵn sàng đi ra pháp trường với cái niềm tin tưởng, với cái niềm vui, với cái nụ cười, với những lời kinh, với những tiếng hát, với những lời khuyên nhủ. Cho nên thưa anh chị em, tử đạo không phải chỉ ở pháp trường, không phải chỉ đưa đầu để mà bị chặt, mà là tất cả trọn vẹn cái cuộc sống của chúng ta, vì cái hạnh phúc của người khác, vì cái tình yêu đối với người khác. Như thế, làm con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam, tôi thấy thật là diễm phúc cho chúng ta. Và chúng ta luôn luôn có gương sáng của các ngài ở gần với chúng ta. Trên đất nước chúng ta, nơi nào cũng có di tích, cũng có thánh tích của các ngài. Đấy là một cái hồng ân mà không phải đất nước nào cũng có được. Chúng ta hãy cảm ơn các ngài, cảm ơn Chúa, tôn vinh Chúa và xin cho chúng ta trung thành theo Chúa.